nước uống hiện tại trong lúc này trên internet đang nói tới rất là nhiều. Cái này là cái loại tên là Sleepy Girl uh, cocktail, oh, rất là đông người để ý tới. Có 55 triệu người view cái những cái video này. Theo của những người trên TikTok nói khi họ làm cái nước uống như vậy đó là giúp đỡ họ ngủ rất là tốt tốt từ trước tới bây giờ chưa từng thấy à, họ nói là đây là họ uống cách đây cả tiếng đồng hồ trước tới ngay bây giờ mở mắt không lên à, ngay bây giờ những cái người mà chuyên môn mà làm video cho internet thì họ đang đưa ra cái chương trình này rất là nhiều À, đây là từ cranberry juice, magnesium tới soda đổ chung lại với nhau. À, theo cái cô này nói là mỗi đêm là cổ chuyên mong uống cái này để ngủ ngon. Cô ta nói cái đêm đầu tiên tôi uống cái nước này vô, tôi cảm thấy nó khác bình thường. À, cảm giác là khi thức dậy vào buổi sáng cảm thấy rất là khỏe người. À, theo của những nhà khoa học nói cái loại mà cái bột mà họ bỏ vô đó cái loại đó là cái loại để làm cho người ta ngủ thôi cái loại đó là uống vô làm cho cái chúng ta cái người nó dịu xuống làm cho nó dễ ngủ một chút À, cái đó có phải là kêu là cái giúp đỡ kêu bằng cái magic mà giống như mà thuốc ngủ hay không thì không có biết chắc nhưng mà cái loại đó uống vô thì nó làm cho người ta dễ buồn ngủ à, theo của nhiều người nói là họ dùng cái đó nó uống chung với bất cứ cái gì cũng được hết cho nên nó cũng được an toàn à đây là uống với tỷ như uống cái loại mà cherry juice cái loại mà trái cherry mà dắt ra nước uống nhiều quá thì có phải là đường nó ảnh hưởng hay không hay như thế nào thì cũng không biết rõ à, khi mà uống cái loại mà à, cái thuốc bột mà loại thuốc bột ngủ nhiều đó thì cái loại đó không biết nó có ảnh hưởng như thế nào đối với chúng ta hay không sau này thì cũng không biết À, cái câu này nói tôi đây muốn thử đó là tại vì tôi có ba đứa con tôi cần phải thức sớm ngủ sớm ngay bây giờ đó cái nước này là ở trên internet là rất là được nổi tiếng tại vì người ta nói uống vô dễ ngủ đó và yeah. làm cho đông người để ý tới trong lúc này đó đó là của đài ABC báo cho biết còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngày hôm nay anh chị em nhớ ngày hôm qua đó là Apple đưa ra báo cho biết đây là ngày hôm nay officially Apple báo cho biết về của Apple đưa ra báo cho biết vào bữa thứ sáu tuần này Apple sẽ bắt đầu công bố bán cái loại uh, cái Google này đó là của Apple đây là của đài NBC họ có người xem để kiểm soát như thế nào nói cho chúng ta biết à, nó nhìn ra làm sao cái google này của apple đó nó làm nhiều cái rất là cool nhưng mà mọi người nên nhớ đây là cái đầu tiên của apple chế ra có nghĩa là chưa có hoàn chỉnh đâu ra đó cái generation đầu tiên thôi cho nên nó chưa có khá cho lắm cái giá của cái Google này đó là 3.499 đồng một cái. À, cái giá này rất là mắc tiền đó. À, cái loại này đó thì đài cũng hỏi là giới tỷ bán đó là mục tiêu Apple muốn bán cho ai và như thế nào hiện tại ngay bây giờ đó là có hai loại nhóm người mà Apple muốn để ý tới bán đó là những cái người mà chuyên môn khoái những cái thác, những cái đồ mới lạ, thì Apple là chuyên môn canh những người đó bán. Rồi cả luôn là cho những cái số người mà họ định làm cái chế cái app mà cho xài trong cái này đó, thì bây giờ cũng là Apple cũng muốn bán cho họ. À, cái này đó thì mình có thể đeo kiến à, mình vô đây mình xem giống như như mà mình phải dùng cái loại len mà của apple đưa thì để vô mới được chứ không có để khơi khơi tại vì phải mua mấy người bị cận đó, thì phải dùng cái special len ở trong này khi mình đeo cái này vô thì con mắt của mình nó trở thành nó giống như cái mouse À, cái mouse mà điều chỉnh của computer đó cái mắt mình nhìn nó đâu thì cái này nó nhúng nhích tới đó đây rất là amazing khi mà mình nhìn một cái là cái máy nó biết mình nhìn chỗ nào à, lấy cái tay mình chỉnh thôi thì nó thế nó thế cho mình dùng cái mouse à, cái này là họ chế cho thứ nhất là cho văn phòng làm thứ nhị là cho người ta để coi phim cả luôn là những công việc làm trong nhà à, đây là mình đang nấu ăn thì mình mở cái app lên mình coi thì nó nằm bên ta phải mình vừa nhìn ở bên ngoài vừa nhìn bên trong đó chứ không phải là nhìn ở trong cái máy không đó là nửa giữa trong nửa ngoài There we go thì uh, với tỷ như cái cái nồi đó mình nấu mà mình chỉnh nó 5 phút đồng hồ thì mình kéo cái này mình kéo cái đồng hồ đó mình để lại ngay cái chỗ đó chỗ 5 phút rồi sau khi đó mình quay qua việc khác mình làm cái hồi mình nhìn lại cái đồng hồ thì cái đồng hồ hồ okay, cái chỗ cái nồi đó nó vẫn nằm ngay đó thì nó hiện lên cho mình biết là bao nhiêu bao nhiêu phút cái kiểu nó là vậy um, đây là cái uh, Google này thì nó có có nhiều cái giống như đội vô đó thì nó còn cần một chút xíu, à và còn cái goggle này nó còn cộng, cộng thêm là phải có đeo theo cái cục pin, có nghĩa là mình phải có cục pin gắn ở phía sau à, mình đeo theo bỏ trong túi hay đi tới đi lui đó là mình phải có cục pin, à cái cục pin thứ nhất là à nó cũng khó chịu rồi cái goggle nó cũng nặng chứ không có nhẹ à, và cái google này đó nó không có xài được bao lâu hết trơn đó nó mau hết pin và cũng thấy rất là khó chịu khi mình đeo nó vô để mà mình lắc tới lắc lui thì thấy khó chịu lắm nhưng mà đây là rất là cool there we go đó là của đài báo cho biết nha cua cool là ba nghìn bốn trăm chín chín đồng đó. <laughs> Apple ba nghìn bốn trăm chín chín đồng cua cool đó đã sao cô Apple bảo cho biết đó còn đây là của đài thứ sáu này họ bán đó là bây giờ đang quảng cáo đùng 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 đó và yeah. mọi người xem trên channel, channel UNV thấy nó họ quảng cáo tùm lum đó la đó là Das của Apple họ đang sử dụng bán đó yeah. đây là của đài ABC báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay hầu on đợi chút xíu nhà cho nó chạy đây là của đài ABC News báo cho biết. Take a look at this. this morning, Ngày hôm nay, vào buổi sáng, về cái chuyện mà an toàn cho trẻ em của về Internet thì ngay bây giờ đang được đưa lên trên Quốc hội của Hoa Kỳ. Ở ngay Capitol Hill, họ sẽ đưa ra bàn thảo nói về chuyện này. ngay bây giờ những người dân biểu họ đang đưa ra đẩy ra lực lệ mới, lực lệ để làm sao bảo vệ cho những trẻ em của trên Hoa Kỳ. À, đó là dính dám cho tới những cái hình ảnh mà của người lớn lại dăng vô trong những chỗ của họ người trẻ, rồi cộng luôn là dính dám tới cái chuyện xác chuyện này nọ cũng nằm trong đó. Và cả luôn dính dám tới những cái bán độc phẩm, À, mà dùng cái kiểu những cái app như vậy để buôn bán. Theo ông sếp của Hoa Kỳ nói, hiện tại ngay bây giờ những người dân trên Hoa Kỳ họ quá thông minh. Họ thông minh đó là họ không có tin tưởng những cái hãng xưởng này. Đó là những cái hãng mà lớn về Internet của trên Hoa Kỳ, giống như Meta của uh, Facebook, app là Twitter, rồi của Elon Musk, rồi TikTok, rồi Discord, rồi cả luôn Instagram. Hiện tại ngay bây giờ cả luôn Snap cũng đưa ra nói là phải cần làm như thế nào để cho được an toàn. Có nghĩa là tất cả những cái hãng xưởng mà nổi tiếng trên Hoa Kỳ về app, mà cũng về chat, về Internet, thì phải cần làm sao để mà đưa ra để kiểm soát cái chuyện này đó là đưa ra cái chương trình về cái security mới cho an toàn và cho cha mẹ kiểm soát kiểm soát cho trẻ em mà chơi cái gì trên internet thôi có nghĩa là nó cầm một cái mọi người cũng biết thời đại này đó tất cả trẻ em em của chúng ta đứa nào cũng đòi cái iPad, có nghĩa là cái iPad nhỏ nhỏ gì vậy đó, nó tự nó coi Internet này này kia, nhưng mà đây là làm sao để bảo vệ, đó là những cái hãng xưởng nè họ làm sao để bảo vệ cho những trẻ em Ngay bây giờ, những người dân biểu trên Hoa Kỳ, họ muốn những cái người mà sếp của trong những cái app đây thì đồng ý phải đưa ra về cái chuyện là bảo vệ trẻ em và đó là ngay bây giờ muốn đưa ra cái luật đó là tất cả những cái account mà của trẻ em thì phải bị lót cái gì cái gì cái gì cái gì để cho nó đừng có coi những cái đó hoặc là đừng những bị cái đó nó xâm phạm vô trong trẻ em và cũng cái luật này cũng đưa ra là cho trẻ em chơi bao lâu bao lâu và cho cha mẹ biết như thế nào để cho cha mẹ có thể kiểm soát trẻ em được chặt chẽ hơn. Đây là bà dân biểu bên Tennessee, bà nói cho biết, hiện tại ngay bây giờ mấy trẻ em chơi chơi online thì nhiều lúc nó trở thành ghiền. À, đây là nhìn thấy rõ ràng của cái tương lai khi mà social media càng ngày càng nhiều người để ý tới thì đó là cái để mà kéo cho trẻ em ghiền và cũng là làm kiếm tiền có lợi cho social media rất là nhiều của những cái app này hiện tại ngay bây giờ đó của snapchat là đang bị thưa rất là nhiều nhiều cái gia đình thưa snapchat lắm để mà cho chính phủ giải quyết Họ ờ, nói là có một số con người con của họ đã bị chết cũng vì chơi Snapchat và những quen những cái người mà không có nên quen ăn trên đó rồi dụ uống thuốc rồi bán thuốc rồi đủ chuyện ở chân. À, theo ông này nói, con của ổng đó là nói chuyện với một người ở trên Snapchat sau khi đó là mua thuốc độc phẩm à, trên Snapchat, rồi cái người kia đem đồ tới nhà giống như đem pizza gì đó, coi giống như không có chuyện gì hết á. Hiện tại ngay bây giờ, Snapchat báo cho biết là họ đang cố gắng, cố gắng rất là nhiều để mà chặn lợi về những cái chuyện như vậy. Hiện tại ngay bây giờ của tiểu bang và liên bang, họ cũng đưa ra cái thay đổi, thay đổi như thế nào về những cái chỗ social media như vậy. Ở bên Florida đó thì họ cũng đưa ra nói là ban tất cả những người nào mà dưới 16 tuổi uh, mà đứng ra mà mở account mà của trên social media đa số đó là họ ban, họ cấm không có cho mở. À, còn nằm ở bên New York City theo ông thị trưởng của thành phố New York đưa ra nói nói về social media đó là một cái là cái tệ hại nó cũng bị ảnh hưởng rất là lớn đối với trẻ em và ông lo ngại đó là trẻ em càng ngày thì nó càng ghiền social media thêm ghiền trong những cái app làm cho ảnh hưởng tới tâm thần của nó. Những cái người chế ra những cái app này, đó là họ cũng có cách làm sao để giải quyết, chứ không phải là chế khơi cười. Đó là của đài ABC News báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngạm này. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Hold on. Đây là hiện tại ngay bây giờ đang xảy ra ở ngay Congress. À, đây là nói về của instagram à, một trong những người làm của instagram um, đưa ra nói về chuyện này đây là cái ông mà dân biểu ở quốc hội của hoa kỳ đưa ra báo cho biết à, cái người làm ở trong instagram nói cho biết là khi mà coi về của instagram đây là cho giới tỷ những người trẻ em từ từ 13 cho tới 16, 17 tuổi. À, 3, um, 37% từ 13 tới 15 tuổi nhà chứ không phải 13 tới 16 tuổi, từ, từ 13 tới 15 tuổi, 37%. Đó là những người trẻ nhảy vô trong của Instagram Â à, con gái là tự nhiên dính dám tới cái chuyện là sát trộ trong đó đó là trong vòng 7 ngày thôi chứ không có phải là lâu trong vòng 7 ngày thôi thì có 24% những người mà trẻ à, từ 13 tới 15 tuổi ở trong Instagram là bị người ta dụ về cái chuyện mà sắc sồ và 17% phần trăm đó là những cái hình ảnh mà đưa tới cho những trẻ em xem đó à, những người trẻ em từ 3 tới 15 tuổi đó là toàn là những cái hình ảnh nó bậy bạ và những cái hình ảnh mà nó cũng nó khiếp tới không đó. À, đây là ông nhân biểu nói với cái người chức trách của Instagram nói là tôi biết rõ ông biết về chuyện này đó là tại vì cái người làm của ông cũng gửi thơ báo cho ông biết à đây là cái thơ của người đó gửi cho ông đây là có chứng nhận đàng hoàng ồ à, oh, thì đài đang hỏi cái người mà sếp của instagram đó là cái người chủ đó là anh mark yeah thì đây là của <laughs> người dân biểu ông dân biểu trên hoa kỳ hỏi hỏi nằm ở ngay quốc hội hỏi uh, jack đó uh, mark là về cái chuyện mà như vậy thì ông đuổi ai như thế nào à, ai là cái người bị đuổi uh, là tại vì bị như vậy xảy ra oh my god thì ra là chủ của Instagram đó là của Facebook đó thì Mark đang ngồi ở trên tòa à, ở trên quốc hội trong lúc này à, theo anh Mark nói chúng tôi đây gắng cố gắng làm sao để mà cho nó tốt về cái service của chúng tôi à, ý ông nói là không có ai bị bất cứ cái gì hoặc lộn trọng như chuyện này hay sao À, đây là ông có đuổi người nào hay không? Ông có đuổi người nào hay không? Tôi hỏi ông như vậy. 37% những trẻ em từ 13 cho tới 15 tuổi à, trong vòng một tuần thôi thì họ mở cao trên Instagram thì họ bị những cái hình ảnh rồi những cái mà naked đó không bằng quần áo những cái này nọ đưa tới với họ À, tại sao lại trở thành vậy? À, ông biết rõ cái chuyện này xảy ra ở trong cái hãng của ông, ông của Instagram. Vậy thì ông đuổi ai về chuyện này? À, hỏi ông là ông đuổi ai? Hỏi ông Jack này à? à Mark à, à, nói là không có trả lời cho biết về chuyện này à, ông dân biểu nó ông đâu có đuổi ai đâu phải không tại vì ai cũng vẫn làm tiếp tục mà à, đó là tại vì ông không có để ý tới bất cứ cái chuyện gì xảy ra miễn làm sao có lợi thôi à, như vậy à, Mark nói ông nói gì đây tôi không hiểu ông cho lắm À, hỏi Mott là có biết ai là những người ngồi sau lưng của ông hay không? à, đây là ông biết những người ngồi phía sau lưng ông đó là những người cha mẹ. Những người cha mẹ có những con cái bị dính dám tới chuyện này. Có nhiều đứa con họ đã mất luôn rồi. Ông nghĩ là ông không có muốn nói gì về chuyện này hay sao? Để tôi hỏi ông như vậy. Để tôi hỏi ông như vậy. À, ông có bù đắp cho những cái người nạn nhân mà đã chết vì chuyện này bị vì chuyện này hay không? À, ông có bù đắp cho uh, những người nạn nhân cha mẹ của họ hay không? À, ông có làm gì giúp đỡ lại cho họ hay không? À, ông, ông Jack nói là không. tôi nghĩ là không. À, tại sao là không? À, ông nghĩ là họ nên có được những cái bồi đền bất cứ cái gì hay không về chuyện này? À, đó là tại vì cái platform của ông, cái app của ông cho nên mới trở thành như vậy. À, ông có đưa ra cao sổ để giúp đỡ cho người ta để mà giải quyết về cái chuyện mà nó đang lộn xộn như vậy hay không? À, um, Jack trả lời là nhiệm vụ của chúng tôi đó là làm sao làm cho uh, những cái thua để cho an toàn vậy thôi. Rồi các ông dân biểu hỏi, Ấy, ông giác này đó là ông như vậy thì ông có trả hay không? Ông có 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 trả tiền cho họ gì hay không? There we go. Đây là nằm ở trong quốc hội ha, Họ đang hỏi đó. Yeah, um, very crazy. Yeah. <laughs> Chủ của Facebook phải lên trên quốc hội uh, bị Quốc hội hỏi đó, uh, không biết đường trả lời luôn, ngồi em reo luôn đó, thì nó là vậy. Còn đây là của đài NBC báo thêm cho chúng ta biết tình ngạm này, take a look at this. Đây là khi mình ngồi ở ngoài balcony, ngồi ở ngoài bao công ở trên chiếc tàu crew, mình không bao giờ tưởng tượng mà nhìn thấy có chuyện này xảy ra. À, như mà đối với cái gia đình này đang đi vacation trên cái tàu du lịch như vậy họ ngồi trên chiếc tàu của carnival chiếc tàu jubilee đây là những gì mà họ nhìn thấy ở ngoài cái cửa sổ của họ à, con tôi con gái tôi và tôi đang ngồi à, ăn sáng lúc đó thì chúng tôi nhìn từ xa thì chúng tôi nhìn thấy là có cái gì đó ở ngoài biển à, nhìn giống như một chiếc tàu rất là nhỏ ở ngoài đó rồi nhìn giống như một chiếc xuồng kayak rồi tới chừng lại càng gần thì nhìn mới biết là rõ ràng đó là chiếc xuồng à, kayak hai người này là hai người đang bị trôi bền bồng ở ngoài biển, dọc dài ở ngay cái góp Mexico. À, đây là hỏi xuống là what happened, chuyện gì xảy ra đó. Thì à, ở trên này hỏi xuống hai người này. Ở dưới họ nói là cái tàu của họ bị chìm cho nên bắt buộc phải nhảy lên chiếc xuồng kayak vậy thôi. À, họ nói với nhà chức trách ở đây sau khi chiếc tàu họ bị chìm họ nhảy lên cái, cái xuồng kayak giác để mà cho nổi à, bơi tới đây vậy à, không thể nào tưởng tượng được họ là những người múc ở ngoài biển mà dùng chiếc tàu kayak giác như vậy à, cái à, gia đình của cô này lúc đó là à, dùng máy quay phim, họ quay, quay nhìn thấy cái chuyện này nó xảy ra. À, hai người này bơi xuồng, à, bơi từ 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 cái kha giác cho tới ngay chiếc tàu hậu du lịch lớn này. Họ không có uh, dài dép gì cả, họ cũng không có áo phao, họ chỉ ngồi họ bơi vậy thôi. À, lúc đó thì à, à, tới ngay chỗ chiếc tàu tàu đã thả cái cầu dây xuống để cho họ trèo lên à, khi mà những người đó lên được tàu có ai la lối gì không có ai mừng gì không à, lúc đó người ta la rất là nhiều người ta mừng những người ở ngay balcony họ đứng ngồi vỗ tay mừng để mà cứu mấy người đó lên À hai người này nhìn rất là mệt, giống như thai rồi dữ lắm. À cái người mà phía trên, à cái người ngồi đầu đó, ngồi đầu xuồng cái người đó là nhìn rất là mệt mỏi và nhìn rất là sợ hãi. À cái tàu Carnival à, nói cho biết như vậy. tàu du lịch nói là họ chào đón hai người này lên tàu. Trên tàu có những người bác sĩ, họ cũng coi giúp đỡ cho hai người này để mà đừng có bị gì hết. Rồi cũng cho uh, đồ ăn, nước uống đầy đủ. À, cái cũng cùng cái cái chỗ mà cái biển nó bị động xảy ra à, chuyện này xảy ra trước khoảng chừng một tiếng đồng hồ một chiếc tàu đó là chở 19 chín người à, bị chìm à, ở gần ngay Cancun. khuôn, à, ít nhất là có bốn người Mỹ à, thua đã bị chết khi cái chuyện này xảy ra. Họ đang điều tra. Còn cái tàu khai nhắc mà của hai người kia thì à, được à, tàu du lịch ở phía ngoài cứu cho nên cũng cùng một cái chỗ mà cái biển bị chìm cái tàu nhỏ đó là theo chính phủ của bên Mỹ báo cho biết đó là của đài ABC báo cho chúng ta biết rồi tới đây là Andy cũng tạm ngừng ha check cái bình gặp sao hết và now time rồi à, bye bye all ha